Hello cả nhà. Quay cho cả nhà xem ca nắm đớm. Bạn này đã bắn cũng được nhiều lần lắm rồi. Nay là lần thứ mấy? Nay là lần thứ 89 luôn. thứ 89 rồi đó cả nhà. Nắm đớm thì mỗi một tháng mình bắn một lần. Cái này nó bắn nó tan trong máu, không phải là một lần mà hết, mà phải làm từ 8 đến 16 lần. Dao động là từ 8 đến 16 lần. Thì bạn này bán cho đến hôm nay là đã hết được 70-80% này nha cả nhà. Cái này nó sẽ tan trong máu, nó hết từ từ và nó hết thì nó sẽ hết luôn. 70-80% là cũng đạt lắm rồi đó. Là sau đó mình tự gìn giữ. Ví dụ như là mình chống nắng là đương nhiên là phải bôi rồi. Ai đã bị nám hay hoặc là chưa bị nám cũng phải sử dụng kem chống nắng. Bởi vì tia UV nó sẽ làm hại da mình, nếu mình không chống nắng thì da mình sẽ dễ có vấn đề lắm cả nhà nha. Đây là mình mới vừa thực hiện xong luôn là nó thấy nó hết liền luôn, qua 3 ngày sau nó có bong da nhưng mà rất là mỏng, rất là nhẹ, mỏng rất là mỏng luôn. Rồi mình dưỡng giữ, thí dụ như nếu mà muốn đẹp nữa thì mình bắn thêm vài lần nữa, còn nếu như vậy mình dưỡng cũng được. Từ từ nó sẽ tan ra hết. Và nhớ là không được bỏ kem chống nắng, kem chống nắng bắt buộc phải sử dụng. Còn buổi tối mình dưỡng thêm serum huyết thanh hay hoặc tế bào gốc gì đó cho nó nuôi dưỡng da mình cũng được. Ở đây trị nám là rất là mất thời gian nha cả nhà. Từ một năm đến 2 năm, nhưng mà đã hết là hết luôn. Chậm, chắc, an toàn, chứ không có sử dụng quá chất. Nó sẽ đẹp nhanh nhưng mà nó sẽ hại da mình. Ở đây mình sử dụng công nghệ laser cao cấp, hơi mất thời gian một tí nhưng mà an toàn 100%. Đó, mình vừa bắn xong rồi cả nhà thấy không? Da tương đối ổn định, đẹp. Một tháng mình được làm một lần, có thể là giờ lên 1 tháng rưỡi 2 tháng cũng được, nhưng mà làm gần quá thì không có tốt cả nhà nha. Bạn nào muốn làm thì đến đây mình tư vấn cho nha. Cái nám đớm với cái tàn nhang nó gần gần giống nhau, mình dễ bị nhầm lẫn lắm. Thì các bạn nên đến tư vấn trước, rồi sau đó mình về sắp xếp thời gian, công việc, tiền bạc gì đó rồi mình làm sao. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Bữa trước có chụp hình của bạn này để lại nhưng mà bây giờ không biết nó nằm đâu. Thường là mà nám đớm là sẽ dao động từ 8 đến 16 lần nha quý vị. Rồi cảm ơn cả nhà nha.